ấy đang lái chiếc xe đạp bán bánh nướng. Nhưng vừa đi chưa được bao lâu, đã suýt nữa tông nhau với một chiếc ô tô đắt đỏ. Thằng nghèo kiết xác này, mày muốn chết à? Nếu không muốn sống nữa thì ra sông Hằng mà nhảy đi. Anh không dám cãi lại tên nhà giàu, chỉ cúi xuống nhặt từng đồng tiền đang vương vãi. Sau đó tên nhà giàu đột nhiên phát hiện, tên khố rách áo ôm trước mặt vậy mà lại là thiên tài trăm năm hiếm gặp ở Ấn Độ. Người giống như anh sao lại ở đây bán bánh nướng thế? Anh ấy tên Anand Kumar, chỉ dựa vào khả năng tự học của bản thân, đạt được giải quán quân cuộc thi Olympic toán học, cũng từng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục đích thân khen ngợi. Bộ trưởng đưa ra lời ước hẹn trước toàn thể dân chúng, chỉ cần Anand Kumar có thể thi đỗ đại học, Bộ trưởng sẽ tài trợ tất cả mọi thứ, bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt. Anand Kumar nghe xong vô cùng vui mừng, bởi từ nhỏ anh đã có ước mơ được học đại học, nhưng gia cảnh nghèo khó đã khiến anh không thể thực hiện. Hiện nay đã có sự tài trợ từ phía bộ trưởng, cậu càng quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Thế là cậu liền mua một tấm vé xe lửa, đến thư viện của một trường đại học cách đó 30 cây số, tự mình dung nạp kiến thức toán học cao cấp. Không ngờ sau khi thủ thư phát hiện ra cậu đang đọc sách, thấy cậu thuộc tầng lớp thấp, không nói câu nào trực tiếp đuổi cậu ra ngoài. Cút ra ngoài, cho tôi thêm 5 phút nữa thôi. Đây là tạp chí tiếng Anh mày mà cũng hiểu được à? Để tôi giải xong đề này đã. Nói cứ như mày làm được thật vậy, mau cút đi. Anand Kumar chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nhưng vị quản lý này thấy anh đáng thương, đã lén chỉ cho cậu một cách. Chỉ cần thành công có một bài đăng trên tạp chí khoa học, thì có thể có quyền vào thư viện đọc sách cả đời. Tuy là độ khó rất cao nhưng anh cũng muốn thử một lần xem sao. Vì để bản thân có thể có được bài trên tạp chí, anh lựa chọn giải đề toán khó nhất trên thế giới để giải. Chỉ thấy anh đứng trước tấm bảng rách nát viết ra hàng loạt ngôn ngữ toán học cao cấp. Cây phấn mòn đi và bảng cũng được lấp đầy bởi hàng loạt công thức mà chúng ta nhìn cũng không hiểu. Anand Kumar vậy mà thật sự giải được đề toán đó. Đề này trước giờ chưa từng có ai giải được. Hơn nữa chỉ trong một buổi chiều mà anh đã giải quyết được rồi. Tiếp đó anh cần đem luận văn gửi lên trên. Khi cậu phấn khích đến gặp anh trai để mượn phí bưu điện, mới phát hiện ra rằng anh cậu cũng là đỗ nghèo khỉ. Hai người góp lại cũng chỉ được 16.000, mà để gửi được bưu kiện thì cần 60.000 lận. Nhưng bố mẹ của cậu là nhân viên bưu điện, có lẽ sẽ có cách chuyển văn kiện đi. Khi ông bố biết được tình hình của con, trong lòng có cảm giác tự hào khó nói thành lời. Ông mượn khắp bạn bè đồng nghiệp của mình, cũng hứa rằng sau này con ông phất lên rồi, nhất định sẽ giúp đỡ được cho bọn họ. Nhưng đồng nghiệp không ai xem trọng cả. Trường phương Tây chỉ tuyển những bậc anh tài lại giàu có thôi. Chỉ có con vua mới được làm vua thôi. Đấy là những thứ vớ vẩn từ thời phong kiến để lại thôi. Thời thế thay đổi rồi. Bây giờ chỉ có người có năng lực lãnh đạo mới ngồi lên được vị trí đó. Lời nói của người cha khiến Anand Kumar có sự cổ vũ tinh thần rất lớn. Anh càng thêm muốn thay đổi vận mệnh của bản thân. Không chỉ muốn người nhà mình có cuộc sống tốt hơn, còn muốn quang minh chính đại cưới cô gái xinh đẹp giàu có của anh về. Sau cùng người cha chỉ có thể dùng tiền nghỉ hưu của mẹ cậu để nộp luận văn. Vất vả đợi một tháng sau, người bố đã đem tin vui về với gia đình. Có chuyện gì thế? Con được Đại học Cambridge nhận vào rồi. Hóa ra luận văn của Anand Kumar không chỉ được đăng trên tạp chí, mà còn có được sự công nhận của rất nhiều giáo sư quốc tế. Họ đã gửi giấy thông báo nhập học đến cho Anand Kumar. Đây chính là thành quả của thiên phú cộng với nỗ lực cố gắng. Giống như con tằm chuẩn bị thoát xác, trong lòng bọn họ đều có một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Ngày thứ hai anh đến thư viện của trường đại học kia, giơ trang sách có tên của mình cho vị thủ thư kia xem, dùng thực lực chứng minh bản thân. Khi đối diện với người quản lý thì anh tỏ thái độ vô cùng biết ơn. Về đến nhà thấy bố mẹ đã may cho mình một bộ quần áo mới, còn chụp cho cậu một bức ảnh thẻ. Nếu cậu muốn chụp thành công thì đừng có cười nữa. Thật ngại quá, tôi đảm bảo sẽ không cười nữa. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Tương lai tươi sáng của Anand Kumar khiến cả nhà tràn ngập hy vọng vào tương lai, cũng khiến Anand Kumar có dũng khí để gặp bố của người yêu. Nhưng ông bố lại nói rằng, người hạ đẳng như cậu thì tiến được bao xa cơ chứ? Cậu có chắc là có đủ tiền đi đường chưa? Dù sao nước Anh cách chúng ta quá xa. Đối mặt với sự chất vấn của ông, Anand Kumar nói rằng tiền không phải là vấn đề, bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã nói sẽ tài trợ cho anh. Bố cô gái nghe xong trên mặt lộ biểu cảm thâm sâu khó lường, nhưng Anand Kumar không phát hiện ra điều gì bất thường. Anh mang kỳ vọng về sự tài trợ kinh tế, đi cùng với bố đến nhà của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Bộ trưởng nhìn thấy hai cha con cũng rất vui vẻ tiếp đón. Nhưng sau đó khi hai cha con nhắc về khoản tài trợ của năm đó, Bộ trưởng liền giả vờ như không nhớ gì. Nụ cười trên môi Anand Kumar dần tắt. Sau đó anh lấy ra thư mời nhập học, mong rằng Bộ trưởng có thể nhớ lại. Nhưng tên Bộ trưởng không chỉ bảo không nhớ gì, còn lật mặt gọi người đưa hai bố con họ ra ngoài. Thực ra lão Bộ trưởng không hề quên. Năm đó hắn nói trước mặt mọi người như vậy chẳng qua chỉ để thêm chút phiếu bầu. Cứ như vậy hai bố con chàng trai bị đuổi ra ngoài. Chiếc thuyền tròng trành, ánh hoàng hôn dần lụi xuống như tia hy vọng cuối cùng của cả gia đình. Người bố của Vũ nói con không cần lo lắng, bố sẽ cố gắng đưa con đến nước Anh. Thế là ông chạy đi khắp nơi để vay tiền. Ông lần nữa đến tìm đồng nghiệp của mình, nhưng câu trả lời vẫn tuyệt tình như trước. Đi hỏi họ hàng thân thích khắp nơi,
nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Ông bố lại thử đến ngân hàng vay tiền, nhưng ông không bất cứ tài sản thế chấp nào có giá trị. Ngân hàng không thể đồng ý cho ông vay tiền. Sự việc liên tiếp xảy ra khiến ông bắt đầu nghi ngờ cách giáo dục của bản thân. Ban đêm chúng ta làm gì? Nằm mơ ạ. Vậy ban ngày chúng ta làm gì? Chúng ta khiến giấc mơ thành hiện thực. Ông bố luôn mơ ước con mình sẽ vượt trội hơn hẳn mọi người, nhưng bây giờ lại bởi bản thân vô năng mà để con vượt mất cơ hội thay đổi cuộc đời. Điều này khiến người bố cảm thấy vô cùng tự trách. Lo nghĩ thành bệnh, người bố đột nhiên ngã gục vào lòng cậu con trai. Giữa đêm mưa gió bão bùng, Anankuma cõng người bố trong tình trạng nguy kịch trên lưng, lòng như lửa đốt chạy đến bệnh viện. Đến giày cũng không kịp đi vội vã muốn cứu bố. Sau đó hai anh em giữ bố ở giữa. Anankuma liều mạng đạp xe giữa trời mưa bão. Anh trai căng thẳng giữ bố không bị ngã. Ba người cứ thế đi giữa trời mưa sấm chớp đùng đùng. Bọn họ đang tranh chấp với tử thần từng chút một. Tuy nhiên người tính không lại được trời tính. Chiếc xích xe phản chủ đã lựa chọn đứt ngay giữa lúc này. Chiếc xe không đi được nữa đã tước đi tia hy vọng cuối cùng của hai người bọn họ. Đêm hôm khuya khuất, nước mưa vô tình, nước mắt cay đắng đau khổ. Tất cả trộn vào tạo nên bể khổ. Nhưng cuộc sống còn không cho họ có thời gian buồn khổ. Sau khi bố mất, Anankuma phải mang trọng trách gánh vác gia đình. Bắt đầu cuộc sống bán bánh nướng khắp hang cùng ngõ hẻm. Quyển sổ học yêu quý bị anh xé tan từng trang một. Ước mơ bước chân vào cánh cổng đại học đó cũng bị anh dứt khoát từ bỏ. Khuôn mặt từng tràn ngập ước mơ bây giờ thầm lặng không chút ánh sáng. Mưa gió đã quật ngã trái tim chàng thiếu niên. Từ giờ cũng không còn cơ hội trở mình. Từ đó trở về sau, Anankuma cũng giống như bao người phổ thông khác. Mỗi ngày đều bạt mạng kiếm một chút tiền. Tờ giấy thông báo nhập học từng khiến bố mẹ anh tự hào, bây giờ cũng chỉ là tờ giấy gói bánh không đáng một đồng. Tờ giấy anh từng quý trọng hơn vàng bây giờ đang dần lụi tàn trong đống lửa. Sự bất lực nhiều đến nỗi không nói nổi thành lời. Nhưng chỉ một trận đụng xe hụt đã thay đổi cuộc đời anh. Ông chủ của chiếc xe sang đó phát hiện anh chính là thiên tài nghìn năm có một năm đó. Cậu được giải quán quân Olympic toán học năm 1997. Năm đó tôi ở hiện trường. Cứ tưởng cậu phải thành nhân tài xuất chúng rồi chứ. Ông nhà giàu rất nhanh đã nhìn thấy cơ hội làm ăn. Ông ta đưa chàng trai về trung tâm bồi dưỡng của mình, bảo anh đảm nhiệm vị trí giáo viên dạy toán ở đây, cũng sẵn sàng trả anh một mức lương hậu hĩnh. Cứ như vậy anh có một công việc mới xịn sò hơn. Chỉ cần là học sinh trải qua sự chỉ dạy của anh thì đều có kết quả tiến bộ vượt bậc. Bởi vậy anh trở nên nổi tiếng và được hoan nghênh ở mọi nơi. Càng ngày càng nhiều phụ huynh giàu có đến xin anh dạy học, khiến doanh thu của trung tâm giáo dục tăng vùn vụt. Lương của anh cũng tăng lên gấp bội. Sau khi có tiền, anh mời bảo mẫu đến chăm sóc cho mẹ, mua cho anh trai chiếc đồng hồ đắt đỏ, tặng cho bản thân một chiếc xe mới. Từ đó trải qua cuộc sống vui vẻ hoan lạc. Nhưng sau đó có một chuyện lại khiến anh trở về điểm bắt đầu. Buổi tối hôm nay, Anankuma phê pha bước ra từ quán rượu, vô tình nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hút mắt, là một cậu bé đang ngồi tự học dưới ánh đèn đường. Bởi vì trong nhà không có tiền mua sách cho cậu, cảnh này khiến Anankuma phảng phất nhớ về bản thân lúc còn nghèo khó khi xưa. Anankuma nhìn thấy cậu bé đang bí không tìm ra cách giải, bèn nhịn không được chỉ cho cậu một chút. Nhưng cậu bé vừa tính ra đáp án đã bị bố cậu gọi ra rửa bát. Anankuma liền trầm tư hồi lâu. Sau đó bởi vì bản thân đã uống rượu không thể lái xe, nên anh đã thuê bố của cậu bé vừa rồi chạy xe trở về nhà. Anh đưa ý kiến cho bố cậu bé rằng nên để cho thằng bé có thời gian học hành. Nhưng bố cậu bé thì cho rằng học hành cũng không thể khiến con ông ngóc đầu lên được. Bởi Ấn Độ có một câu chuyện dân gian. Câu chuyện này phải ánh toàn bộ hiện thực tàn khốc. Cậu có biết tên nhà nghèo trong chuyện Mahabharata không? Chỉ có con trai của quốc vương mới được làm quốc vương mà thôi. Câu chuyện này đánh thẳng vào trong não Anankuma. Anh nghĩ lại lời bố nói khi xưa, nghĩ đến sự bất lực khi bị thủ thư đuổi khỏi thư viện, nghĩ đến biểu cảm vô tình của lão bộ trưởng, nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn người thất học ngoài kia. Bọn họ đều đang phải vật lộn với cuộc sống này. Trong đầu anh xảy ra trận đấu tranh kịch liệt. Có lẽ bản thân đã trải nghiệm nơi lạnh lẽo nhất, nên anh muốn đem ánh sáng đến cho mọi người. Trải qua một đêm đấu tranh quyết liệt trong não, Anankuma đã đưa ra quyết định vô cùng táo bạo. Mặc kệ người nhà phản đối, anh bán đi chỗ trang sức vàng của mình, bán các thiết bị điện tử trong nhà, dùng tất cả tiền để mua một căn nhà nát, tất cả chỉ để tổ chức lớp học tình thương, không những không lấy học phí mà còn bao ăn bao ở. Hành động bất thường này khiến bố của người yêu thất vọng triệt để. Thế là đem cô gái gả cho một gã giàu có. Nhìn hình bóng của người yêu rời đi, dù buồn nhưng quyết tâm trong anh vẫn không hề dao động. Bây giờ anh ấy chỉ có một mục tiêu, đó chính là có thể khiến đám trẻ đều đỗ đại học. Thông tin tuyển sinh của anh vừa đưa ra đã tạo nên làn sóng vô cùng mãnh liệt. Có người từ trong ống cống chui lên, có người lén lấy tiền trong nhà để đến, có người mắc cần câu vào xe tải đi đến, có người không màng nguy hiểm vượt sông Hằng mà đến. Tuy rằng mọi người đến từ khắp mọi nơi, nhưng ánh mắt hy vọng này thì như một vậy. Nhưng vì sự hạn chế về sức khỏe và tiền bạc, Anankuma chỉ có thể tổ chức buổi kiểm tra thực lực, nhận 30 học sinh xuất sắc nhất vào học. Bạn con trai này chỉ thiếu có một điểm, cho nên cậu đến muốn xin thầy cho một cơ hội. Nhưng Anankuma đã từ chối cậu bé đó.
bởi vì nhiều lúc khoảng cách giữa thành công và thất bại cũng chỉ ở một điểm đó thôi. Chàng trai hiểu được đạo lý này, cậu bé quyết định sẽ về nhà ôn luyện năm sau thi lại. Nhưng cậu vừa đi xong thì ông chủ trung tâm đã tìm đến cửa. Bởi vì Anankuma đột nhiên từ chức đã khiến cho việc làm ăn của trung tâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông chủ hy vọng Anankuma có thể quay về trung tâm làm việc. Nhưng Anankuma nói với ông chủ rằng, tôi không về đâu, những đứa trẻ này cần tôi. Ông chủ nghe xong liền tăng tiền lương lên gấp đôi. Nhưng Anankuma vẫn không thay đổi quyết định. Thấy mềm mỏng không giải quyết được thì phải cứng vậy. Sau cùng ông chủ nói, tôi có thể nâng cậu lên, cũng có thể đạp cậu xuống. Những đứa trẻ này cũng sẽ quay lại vũng bùn của chúng thôi. Nhưng những lời này không dọa được Anankuma, nhưng lại dọa được những đứa trẻ đang ngồi kia. Anankuma tức giận nói với bọn chúng, ngay khi bọn chúng cất tiếng khóc đầu tiên trong căn nhà nát đó, có nghĩa là bọn chúng cần nỗ lực hơn người khác vạn lần, như vậy mới có thể giành giật cơ hội về mình. Nếu chỉ một câu đã dọa được các em rồi, vậy thì còn nói cái gì nữa? Lời nói của Anankuma đã thắp lên ý chí chiến đấu, từ đó dũng cảm thách đấu với số phận. Nhưng thời gian cách lúc thi chỉ còn 8 tháng nữa, Anankuma lại đưa ra mục tiêu gần như không thể thực hiện. Anh hy vọng tất cả đều có thể đỗ được trường công của Ấn Độ, cho dù tỷ lệ nhập học chỉ là 1/10. Vì để giúp học sinh có thể đạt được mục tiêu, Anankuma cổ vũ bọn chúng hãy ôn tập kiến thức mọi lúc mọi nơi, trong lúc vận động tổng kết công thức vật lý, tìm kiếm nguyên tố hóa học trong tự nhiên, tạo lập mô hình trong bộ não nhỏ bé. Đồng thời anh đem tri thức toán học phong phú của bản thân, đem cách dạy hài hước để học sinh dễ tiếp thu. Nhưng mà ngay lúc mọi người đều đang dốc toàn lực cho kỳ thi, thì ông chủ kia chuẩn bị kế hoạch phá hoại báo thù. Ông ta tìm một vị đại ca máu mặt, thử dùng phương pháp dọa nạt cho anh biết khó mà lui. Nhưng ngay khi đối mặt với nguy hiểm liên quan đến tính mạng, anh vẫn quyết không thay đổi ý định. Anh trai Anankuma cứng rắn đáp lại đối phương, nếu như mày dám động đến em trai tao, tao nhất định sẽ liều mạng với mày. Anankuma nhắc nhở anh trai hãy bình tĩnh. Sau đó anh nói lại với đại ca rằng, tôi sẽ không đóng lớp học này lại đâu. Anh muốn làm gì thì tùy. Lão đại ca không cách nào có thể lay động quyết tâm của anh. Nhưng ông chủ chưa từng nghĩ đến việc bỏ qua. Vào giữa đêm ông ta phái người đến ngắt nguồn điện của lớp học. Vốn cho rằng có thể đình chỉ hoạt động dạy học. Nào ngờ bọn họ tận dụng tri thức đã biết tạo ra máy phát điện, giải quyết vấn đề thiếu điện một cách hoàn mỹ. Nhưng ông chủ lại nghĩ ra một âm mưu mới. Ông ta tìm một số người đóng giả làm phụ huynh, bảo bọn họ đến lớp học làm ầm lên mục đích để phá hoại lớp học thêm. Nào ngờ bị Anankuma vạch trần chỉ qua một câu nói. Bởi vì bọn họ đến con mình tên là gì cũng không biết. Về nhà học thuộc tên con rồi hẵng đến nha. Tuy rằng âm mưu của ông chủ đều bất thành, nhưng vấn đề kinh tế thật sự rất nan giải. Bởi vì họ không có tiền, thức ăn mỗi ngày đều vô cùng ít ỏi. Anh em đến ngân hàng để vay tiền, nhưng ngân hàng nhất quyết từ chối bởi bạn của ông ta chính là ông chủ kia. Ông chủ kia vốn đã phím cho ngân hàng từ lâu. Anankuma đã bước đến đường cùng, buộc phải đến tìm ông chủ thương lượng. Ông chủ tuy lấy ra một sấp tiền dày cộp, nhưng tất nhiên tiền này không phải cho không. Tôi cho rằng nên tổ chức một cuộc thi. Nếu như học trò của cậu thắng học sinh của tôi, chỗ tiền này cậu có thể cầm đi. Nhưng nếu như học sinh của cậu thua cuộc, cậu bắt buộc phải đóng cửa lớp học thêm. Anankuma không nắm chắc được phần thắng, nhưng vì học sinh của mình anh chỉ có thể cược một ván. Hai người cùng nhau ký hợp đồng. Anankuma đem học sinh của mình đến trung tâm ôn luyện. Nhìn những cô cậu trạc tuổi mình chưa từng phải lo cơm ăn áo mặc. Trong những đứa trẻ kia vừa ngưỡng mộ vừa tự ti, khi ngồi cùng nhau ở trong phòng thi, cảm xúc tự ti càng lên đến đỉnh điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả bài thi. Cuối cùng đến khi phát điểm, học sinh của Anankuma đã kém học sinh của ông chủ một điểm. Kết quả này như một trận gió mạnh trực tiếp thôi bay ước mơ đám học trò nhỏ. Một cô gái kéo cánh tay của Anankuma, nhỏ giọng nói với anh rằng, thầy ơi thầy đừng bỏ cuộc, chúng em không muốn quay về ngày tháng cực khổ kia nữa. Thế nhưng hiệp ước đã ký rồi. Anankuma không thể nào không tuân theo hiện thực tàn khốc. Anh đứng lên bục với tâm trạng trầm mặc. Ngay vào lúc chuẩn bị tuyên bố giải tán lớp học, tình thế đột nhiên có chuyển biến. Mời lấy hiệp định ra cho chúng tôi xem, chứng minh rằng Anankuma không hề bị ép. Được, tôi sẽ đưa ra, đợi tôi một phút. Công chứng viên bắt đầu tìm hiệp định, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Hóa ra cô gái sau khi chia tay với Anankuma đã gả cho tên công chứng viên. Tối qua chính cô đã trộm đi bản hiệp ước, bởi cô thật sự vẫn còn tình cảm với anh. Đối diện với chất vấn của phóng viên, ông chủ kêu Anankuma hãy thừa nhận về chuyện bản hợp đồng, nói với mọi người là anh đã ký bản hợp đồng đó. Tôi chưa ký cái gì cả, lớp học sẽ được tiếp tục. Anankuma vì để duy trì ước mơ cho lũ trẻ, chỉ có thể phủ nhận chuyện đã ký hợp đồng. Ông chủ nghe xong tức đến bay màu. Sau này ông ta nhất định sẽ không để yên. Sau khi trở về, Anankuma hỏi học sinh sao nay không làm được bài. Học sinh bất lực nói rằng, bọn em không có dũng khí để đối mặt với bọn chúng. Đầu của chúng em tê liệt vào lúc đó. Ngồi bên cạnh cậu công tử nhà giàu, bọn em tình nguyện quét vệ đường. Chúng em tình nguyện đi lau giày. Chúng em tình nguyện đi nhặt rác. Còn bọn họ thích nói tiếng Anh. Bọn em không thể nào giao lưu được. Anankuma lúc này mới biết,
nguyên nhân thất bại chính là tự sự tự ti của học sinh mình. Vì để bồi dưỡng sự tự tin cho học sinh, Anankuma bảo bọn họ vào ngày lễ hội sắc màu lên quảng trường dùng tiếng Anh giới thiệu bản thân, sau đó biểu diễn một tiết mục tầm 20 phút. Thời gian này bất kỳ ai nói một câu tiếng Ấn thôi thì dọn đồ về nông thôn. Hôm đó đến quảng trường, học sinh lần lượt bước lên sân khấu dùng tiếng Anh giới thiệu bản thân, nhưng ở dưới chỉ có tiếng chào phúng không dứt. Bọn họ chê tiếng Anh nghe sặc mùi cà ri nào có giống tiếng Anh đâu. Đối diện với bao nhiêu ánh mắt phán xét và sỉ nhục tập thể, tâm huyết của các bạn lúc này triệt để bộc phát. Bọn họ kiên định đứng trên vũ đài, lớn tiếng nói không, dùng hết lực đánh trống, dùng hết sức hát ca, dũng cảm cùng nhau nhảy múa. Bọn chúng mặc kệ ánh nhìn từ người khác, tận dụng hết sức mạnh nội lực bên trong. Dần dần mọi người ở dưới cũng bị cảm hóa. Sau cùng tất cả đều cùng nhau ca hát, cùng nhau nhảy múa. Cứ như vậy các em học sinh đã cảm nhận được sự tự tin trước nay chưa từng có. Một bên khác, Anankuma nỗ lực giải quyết khó khăn về tài chính. Anh đến tìm trưởng quầy của một nhà hàng, nói rằng cái quán này sắp đóng cửa đến nơi rồi. Trưởng quầy tưởng anh ta chỉ đang nói bừa, nhưng đến khi anh lấy bút ra tính toán rõ ràng, lúc đó mới phát hiện lượng khách đang mất dần, thậm chí một tháng sẽ phải trả mặt bằng. Trưởng quầy càng ngày càng căng thẳng. Tôi ngồi ở đây nói với anh điều này là bởi anh là một người tốt. Anankuma nói xong liền muốn rời đi. Trưởng quầy vội gọi anh ở lại, hỏi anh có cách nào giải quyết được hay không. Có chứ, nhưng ông cần phải cung cấp cho tôi lương thực cho 30 người trong 3 tháng. Trưởng quầy do dự một hồi, sau cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của anh. Vậy là vấn đề lương thực được giải quyết, nhưng những thử thách khó nhằn hơn vẫn đang ở phía trước. Chỉ vì Anankuma nghỉ việc khiến công việc kinh doanh của trung tâm tụt dốc không phanh. Khi bộ trưởng bộ giáo dục biết được chuyện này, liền lệnh bảo không cần biết ông chủ dùng cách gì, nhất định phải khiến cho lớp học đó biến mất. Bởi bộ trưởng mới thật sự là người đứng sau trung tâm kia. Ông ta không cho phép bất cứ ai cản đường ông ta kiếm tiền. Vào một buổi đêm khuya khoắt, Anankuma đang trên đường trở về. Chiếc khăn đội đầu không cẩn thận rơi xuống đất. Hai người đàn ông lạ mặt đến nhặt mũ giúp. Ngay lúc anh định nói lời cảm ơn, thì đối phương bắn anh một phát. Anankuma không phản ứng kịp ngã luôn xuống đất. Sau đó bọn chúng định bồi thêm phát đạn, nhưng súng tự nhiên kẹt đạn. Nghe thấy tiếng xe lửa phía xa, hai tên bèn lôi anh ra đường ray, dùng tay ấn chặt anh xuống đường ray, mong muốn sống khiến anh chống trả quyết liệt, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay của bọn chúng. Ngay lúc cận kề cái chết, anh trai Anankuma đã kịp thời xuất hiện. Dù vậy nhưng khi đưa Anankuma đến bệnh viện, bác sĩ lại không đồng ý phẫu thuật, bởi vì không có nguồn máu phù hợp với anh. Nhìn Anankuma chỉ còn thoi thóp hơi thở, một bạn học sinh đứng ra nói, thầy Anankuma là ân nhân của chúng em, mời cô hộ lý ra đây kiểm tra xem ai có huyết tương phù hợp. Chúng cháu tình nguyện hiến máu. Tuy vấn đề huyết tương đã được giải quyết, nhưng tên bộ trưởng ám sát thất bại nên đã phái thêm rất nhiều sát thủ đến bệnh viện. Anankuma biết đối phương không dễ dàng bỏ qua, bảo đám học sinh mau chóng rời khỏi đây, nhưng không một ai chịu rời đi cả. Vì để giữ lấy tính mạng cho thầy, chúng em tình nguyện ở lại. Nhìn thấy học sinh dũng cảm như vậy, Anankuma tháo mặt nạ dưỡng khí xuống. Đến lúc phải bay lên rồi, vâng, đến lúc lấy lý thuyết để thực hành rồi. Sau khi đám học sinh đưa thầy vào phòng phẫu thuật, liền bí mật chuẩn bị vũ khí nghênh chiến sát thủ. Bọn chúng bỏ dây điện vào trong bánh xe, đợi nhóm sát thủ đến bệnh viện, lập tức đẩy bánh xe rực lửa ra ngoài, lại thông qua từ tính để điều khiển hướng lăn của bánh xe, làm đám sát thủ nhìn đến ngơ luôn. Khi bọn chúng nghe thấy tiếng nước chảy thì mới ý thức được nguy hiểm. Sau đó là một trận xả súng loạn xạ. Sau khi thay đạn vài lần thì bánh xe cuối cùng cũng dừng lại. Rồi vậy là đám học sinh cũng đạt được mục đích rồi. Thứ bọn chúng muốn chính là rút sạch mấy bao đạn của sát thủ. Tiếp đó học sinh lợi dụng nguyên lý khúc xạ âm thanh, khiến đám sát thủ không biết được vị trí chính xác của mục tiêu, chỉ có thể bắn loạn lên cửa sổ, khiến cho số đạn còn lại cũng mau chóng dùng hết. Sau đó đám học sinh dẫn sát thủ đến một căn phòng trống, đóng hết cửa lại, rồi phun khí độc tự chế vào trong phòng. Nhưng bọn chúng không ngờ đến là vẫn còn sót một tên chưa vào trong. Nhìn thấy kế hoạch có nguy cơ thất bại, trong đầu chàng trai hiện lên cảnh bản thân làm việc cực khổ thế nào. Sau đó coi tên sát thủ như bao bột mì lật một phát. Cứ như thế đám học sinh đã tận dụng hết tri thức đã biết, thành công bảo vệ được thầy giáo của mình. Mấy tháng sau, bệnh của Anankuma đã khỏi hẳn, mà học sinh của anh cũng thành công thi đỗ đại học. Bọn chúng đang căng thẳng chờ đợi kết quả thi của mình. Để sưởi ấm trái tim của lũ trẻ, Anankuma bảo mọi người hãy nhắm mắt lại, hãy cảm ơn bố mẹ của mình. Mặc dù bố mẹ của bạn chỉ là công nhân bình thường, mặc dù bố mẹ của bạn chỉ mở cửa tiệm nhỏ, hoặc bố mẹ bạn chỉ là nông dân, cảm ơn bọn họ đã cực khổ làm việc trong suốt thời gian vừa qua để đổi lấy cho các em có một tương lai tươi sáng. Đây chính là bài học sau cùng mà Anankuma muốn dành cho học sinh của mình. Dưới sự chờ mong của mọi người, cuối cùng cũng đến lúc công bố điểm thi. Học sinh ai cũng vội muốn xem kết quả thi của mình. Còn Anankuma ở bên ngoài căng thẳng chờ đợi thấy 3 phút sao dài thế. Anh trai chậm chậm đi ra, không kìm được nước mắt nói với Anankuma, chúng ta làm được rồi. Toàn bộ 30 học sinh của chúng ta, bọn chúng đều thi đỗ vào trường công hết rồi.
Anankuma không dám tin vào tai của mình nữa. 30 đứa học trò của anh đã đỗ các trường đại học danh tiếng hết rồi. Đây chính là kỳ tích trong nền giáo dục của Ấn Độ. Mà điều khiến người ta cảm động hơn đó là đây chính là một câu chuyện có thật. Người đàn ông dùng thời gian 16 năm đã thu nhận 480 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 422 bạn nhỏ đã đỗ được vào trường công của Ấn Độ. Lớp học thêm của anh đã được mệnh danh là lớp học trạng nguyên. Sự công hiến của anh đã nhận được sự tán đồng của toàn thế giới. Hồi tưởng lại một đời của anh, anh ấy từng là quán quân trong kỳ thi Olympic toán học, từng làm những công việc lề đường vất vả. Anh ấy từng mê đắm trước sự cuốn hút của đồng tiền, cũng từng cưỡi chiếc xe đạp, từng bước đi trên con đường theo đuổi ước mơ. Anh từng chứng kiến những đứa trẻ sung sướng từ trứng nước chưa từng phải lo cơm ăn áo mặc, cũng từng thấy những đứa trẻ nghèo khổ có được bữa cơm cũng là điều gian khó. Vì để giúp những người từng giống mình, anh từ bỏ cuộc sống giàu sang vô lo vô nghĩ, trở thành người thầy dẫn đường cho tụi nhỏ đi. Từng bị nguy hiểm đến cả tính mạng khi cố chấp làm việc này. Trải qua muôn tầng khó khăn gian khổ, nỗ lực của anh ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Tài vật không phải là giá trị duy nhất của một đời người. Chúng ta còn rất nhiều giá trị khác đáng trân quý. Mơ ước mới là thứ xoay vần định mệnh. Dũng cảm mới là sự hỗ trợ lớn nhất trên con đường đi tới ước mơ.